Hai, chào quý ông bà cô chú anh chị đến với kênh Vì Miền Tây Vlog nha. Hôm nay mấy anh em làm món chuột kho với rau găm nha mọi người. Hổm ăn khè với nước dừa rồi bây giờ mình ăn rau găm nha. Chuột mùa này mập lắm mọi người. Có chuột bào tử nè mọi người. Con chuột đồng nha mọi người. Đây, rau găm. Rồi mình sẽ cắt mình bỏ vô. Mình đi cháy mỡ tỏi trước nha mọi người. Là mọi người đón theo dõi nha. Ít luôn, chắc không ngon được. Chỗ này sáng ướt. Bỏ vô luôn, bỏ chuột vô xào à, nhìn hấp dẫn mọi người. Nhiều quá không ta, hơi nhiều quá không kiểu à. Nên mình làm một chảo luôn, nhiều quá sao dữ vậy. Mình xào cho nó săn lại nha mọi người, ăn nguyên một chảo nó mới đã mọi người. Cái chè này cháy quá. Rồi mình nêm gia vị mọi người, bọc ngọt nha mọi người, ăn vào sẽ mất trí nhớ. Đường nè, ăn vào sẽ tiểu đường nè. Đường này nó muốn chảy cái gì trời. Xíu nước mắm nha mọi người. Mình bỏ thêm tí muối. Nấu gì cũng dằn thêm tí muối. Giúp chị vô cái tiếng tí tí vậy đó chứ hồi là thôi mẹ nó vô heo không phải thiếu chạy muốn hết rồi hả đâu vậy hả đâu chút lông gà hả ngay nè mắc kẹo mà chút xuống quá từ đầu sắp hết nào chưa. Nó cháy áp ngoài tay nấu củi có công dụng đó mọi người, khỏi làm chị con tay lửa nó táp lên sẽ quý 20 ra nước nè. Chiếu nước vào cho có màu chuột nhiều mà thêm tí nữa nè. Nước màu tự nấu tự làm rồi ướt hơi khói nha. Chính mọi người ơi, giờ mình cho rau găm vô. Đậu mình đã hấp rồi. Hấp dẫn.
bên mùi đó mọi người ơi. Không ngon đâu. Bên mùi thơm rồi mọi người ơi. Trộn cho nó xẹp thấm đều nha mọi người. Kho kiểu này ăn tốn cơm lắm nha mọi người. Nhìn kho cũng chảy chút miếng. Cái này tốn cơm gì chịu nổi. Nãy không gầm gì nữa chứ rau phộng rồi rúi lên nha. Kho gam kho hành sạch cho mọi người, nó ngon mọi người, cái nó sắc sắc chứ, chuột nó thấm nó vào quỵ vô. Có nồi đá, mới vô cái nồi đá. À, chín nha mọi người. Rồi mình nhắc lên thôi. Nhắc lên thôi. Món ăn của mấy anh em mình cũng hoàn thành nha mọi người. Nay làm đơn giản có một món thôi nha mọi người. Chuột kho với rau gam thôi nha. Mời cả nhà cùng ăn cơm sáng nha. Mời cả nhà. Cơm mới nấu nóng hổi luôn mọi người. Miếng chuột à. Miếng chuột. Đồ nha mọi người. Tôi chạy cái lưng. Mời mọi người nha. Chuột thấm gia vị ngon lắm mọi người. Gan. Chuột ngấy, chuột ngấy. Ngấy hơi gạt rồi. Mời mọi người miếng gan nha. Béo. Quá béo luôn. Nước không? Thịt quá trầm già ngại gì. Ngại nhiên như đó. Đụng đầu cứ đăng luôn rồi. Nhất chưa đụng giờ đụng luôn rồi. Quá ngon mọi người. Cái đầu nè mới béo dữ nè. Cái đầu luôn ra. Đúng rồi. Chép. Bắt đầu luôn rồi. Mời mọi người vô cái đầu nha. Cái đầu luôn rồi. Ốc nó béo. Chuột cấp này mập mập không? Ăn đi. Ôi lú mỏi gì nào mất cắt không? Chưa đâu. Không. Nè. Chép. Mời mọi người vô cái đùi nha. Thơm nước mũi luôn. Đây là cái đầu mình cắt còn ốc không rồi mọi người. Mình bỏ hết trơn rồi còn ốc không à. Mà cả nhà nha. Rút những cái đầu. Chuyến đổ dần gom à. Nhưng gửi xong để mình mua có một con.
phải dài con á. Cho mình cái lu giờ bán ở đây có con chuột kỳ quá mọi người. 950, ký mấy con, cũng 2 con 3 con vậy. Đâu, một con nhum nặng lắm. Để con lên ký vậy. Còn bị hơn nữa. Đố khách nổ mọi người. Cái cuối ăn ở là chẳng dĩa. À. Bốn ngắn vậy còn có ngắn một mọi người. Quá nò. Ăn cái mặc áo nó độn ra luôn mọi người. Mặc áo biết chặt hết trơn mọi người. Mọi người thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ủng hộ nhóm anh em tụi mình nha. Hẹn mọi người lại video tiếp theo. Bye bye.